Robusta nó rất là phù hợp đối với cà phê phin và espresso. Hầu như mọi người cũng cái lượng uống phin và espresso nó cũng nhiều. Nên là nếu mà Robusta mình làm tốt trong cái vấn đề làm Phyro thì đối với Phyro thì uống nó cũng sẽ ngon không kém Arabica. Gần đây khoảng gần một năm trở lại đây thì ở thế giới cũng rất là nhiều nước họ tới, họ tìm đến Phi Robusta rất là nhiều. Và cái sự quan tâm của họ cũng đang, nó đang dần mở rộng. Cái việc mà Việt Nam mình mở rộng bán Phi Robusta là nó đang theo chiều hướng cực kỳ tốt. Cần phát triển cái gì tốt lên, giảm cái gì xấu xuống thì có phương pháp đó, thì mình cứ phát triển lên thì mình uống, mình làm được một mẻ, mình lấy cái hương vị nó khác biệt hoàn toàn. Ủa sao Robusta sao cái hương vị giống như trái cây, có khi mà nó ra sầu riêng cũng có khi ra mít cũng có, ra vị cá cũng có, mà ai uống cũng khen ngon.